Rồi, Quốc Hùng lại gặp anh em ở clip này. Chào tất cả các anh em nha. Thì ở clip này thì Quốc Hùng sẽ test một bộ đôi sản phẩm mới về bên âm thanh Quốc Hùng. Đó là gồm một bao Yamaha BC2200 và một cái con van cơ quang bãi nha nè, quang bãi Gutin KM5. Thì hôm nay em sẽ chủ yếu là test bộ karaoke này cho anh em, đồ van nhại của con van cơ này. Van cơ tuy rất nhỏ nhưng mà rất là nặng nha nè, về được 3 con, về được 3 con nha nè, rất là nặng luôn. Dòng van này thì chống hú rích cực kỳ tốt nha. Nói chung là dòng này thì nó không phải như là những dòng van mới bây giờ nha. Thì nó không có Bluetooth hay là cổng quang cho anh em chơi. Nhưng ngược lại thì Echo và Reverb của dòng van này thì cực kỳ là hay, cực kỳ tốt. Em sẽ test cho anh em xem. Dòng này thì nó chống hút rít cực kỳ tốt nha nè. Em sẽ test cho anh em xem. Hai, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, một, một, hai, hai. Những dòng văn cơ này thì anh em chấn bằng tay nha, qua những cái qua những cái chiếc áp này. Lưu 1 1 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 1 1 2 4 5 6 7 2. Với bộ combo này thì em xin phép báo giá cho anh em luôn nha. Thì Yamaha B2200 thì bên em bán với giá là 9.500.000 ba chiếc toàn quốc cho anh em. Con này có hai đồng hồ vô cực kỳ đẹp và chạy 12 sò xanh ken nha nè, 2 sò xanh ken. Cấu hình nó không khác gì cái với con BC2200M nha. Và giá lại là rất là mềm so với 2002M nha nè. Còn với van cơ Gutin KM5 thì bán với giá là 2.500.000 nha nè, 2.500.000. Thì anh em nào yêu liên hệ em.
Rồi mọi chi tiết mua hàng thì anh em liên hệ với em qua hai số điện thoại là 0363648707 nha. Ở đây hãy anh em kết bạn Zalo, Facebook với em qua số điện thoại là số đuôi 707 nha. Thì anh em xem kênh thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ kênh bên em. Rồi giờ thì mời anh em thưởng thức một cái một đoạn karaoke. Để nghe cái chất âm và cũng như là độ vang nhạy thì vượt của con vang KM5 này.
rồi, thì anh em nào yêu những cái dòng sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn anh em ở clip sau. Chào tạm biệt anh em nha.